Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tây ra hoa. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Cô em mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hò nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mới? Xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chốn tinh sao vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gần nhau, nhớ khi nào lúc ra đi cầm tay hẹn nhau chờ nhau đến bên cầu nắng xuân sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có tên nào không? Không có tên nào không? Không tên gì vậy? Cùng trèo lên đỉnh núi cao. Ồ đúng rồi bạn. Như bao gắn tên lên trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đôi đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua một ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai, niềm vinh quang đã chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên xa, và gian nan ta vươn tới những đỉnh cao. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tin ta đã luôn cùng nhau vai vai, để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi. Và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Y chang bằng ngoại luôn. Trời ơi, đông quá, đông quá. Trời ơi, đông quá. Và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến như mấy em mà hướng dẫn tụi em đi kiểu này, mốt sao em chắc chắn được tiếng em. Chúng ta, em khóc quá em thân ơi. Chúng ta đã cho. Tụng mi number 10. Người ta chúc đòn đó. Người ta chúc đòn đó. Người ta chúc đòn đó. Ở đó là mình sẽ em thấy ai đó. Em có người là con có cái lục lạc của mi đó. Những người đó không đi rồi em mới đi với bộ. Thấy có đó. Đâu nữa đâu. Cấm đầu cấm cổ nhỏ vậy. Công nhận. Giống như mừng trâu của gì vậy. Cái nghe lớp cấu lớp cấu. Cái này có xích chó nè đó ông trâu. Xanh lè rồi kìa. Xích chó này lục lạc. Dạ. Mày rung rung cái chân mày coi tao nghe em. Thường là như ngày xưa anh tổ chức một số hoạt động ở đây là đi có tất cả là năm con đường đi.
thì ngày xưa đi lên con đường này để đi lên bia truyền thống thành đoàn, nhưng mà sau đó thì mở đường mới, mở đi từ suối tiên đi ngược lên đây. Nhưng mà thường đi những cái hoạt động là đi chiều bây giờ thường là đi lên suối tiên nhiều à, đi đúng rồi à. Không đi đến nhà chỗ nhà thờ đó, nhà chỗ ông qua nhà thờ Chu Hải anh qua khỏi Mỹ Trang ha, em thấy cái nhà thờ bên trái có cái đường rất là lớn. Tôi em có thể là ghi một số cái thông tin để có ai hỏi thần biết gì về núi Vinh mà nói. Cái núi ở Vũng Tàu á là có năm cái ngọn núi lớn. Lúc mà Bồ Đào Nha họ tới á, thì họ thấy là năm cái ngọn núi đó là năm coi như năm ngón tay của Chúa. Thì mình có những cái ngọn núi mình biết là núi lớn núi nhỏ là biết rồi. À, núi núi Nứa ở Long Sơn nè. Núi Kỳ Vân ở Long Hải nè. Núi Kỳ Vân là chỗ mình đạm á. Còn ở đây là núi Vinh. Thì trong đó cũng núi Vinh là cũng núi lớn. Núi Vinh nó gồm có núi Thị Vải đúng không Trình? Nếu mà đi lên nữa là mình sẽ thấy cái nguyên cái cổng nhìn xuống tới Vũng Tàu. Từ đây là căn cứ căn chiến ngày xưa rất lớn. Hiện giờ vẫn còn sân bay nằm bên trên đó, sân bay Trực Thăng. Trời ơi, nãy anh em đứng chỗ nó chèn rơi không mình chạy chết luôn.
Gangnam Style.
Gangnam Style.
One Gangnam Style. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Listo. Gangnam Style. Listo. Thank you.
Woo!